Tuyến đường sắt Ras Astara được coi là một mắt xích quan trọng thuộc hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, nhằm kết nối Ấn Độ, Iran, Nga, Azerbaijan và các quốc gia khác thông qua đường sắt và đường biển. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tuyến đường sắt dài 162 km dọc theo bờ biển Caspi sẽ giúp kết nối các cảng của Nga trên biển Baltic với các cảng của Iran ở Ấn Độ Dương và vùng Vịnh. Về phần mình, Tổng thống Iran Raisi cho rằng, thỏa thuận xây dựng đường sắt vừa đạt được là một bước đi chiến lược quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Nga và Iran. Cũng trong tháng này, Nga và Iran đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế. Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực tư nhân và hoạt động đi lại giữa hai nước.